Hi. À, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang bước chân vào cái con đường rất là mát mẻ và dễ chịu để đi vào một ngôi nhà cổ đã có rất là nhiều năm và rất là được nhiều du khách và ái mộ đến tham quan. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hai bên đường của chúng tôi đang có rất nhiều cây cỏ xinh tươi. Bạn có thể nhìn thấy chứ nhìn thấy. Xin mời bạn tiếp tục. Xin giới thiệu, đây là một vị khách đến từ Iraq. Họ trải qua bao nhiêu đường máy bay, đường tên lửa, ối lộn, đường thủy, đường bộ, đường biển hay đường hàng không thì đến đây để xem một căn nhà dưới như điện thế này. Chết mấy lần. Và trong lúc họ di chuyển, họ đã dưới những dây điện. Các bạn rất mấy lần mới được tới đây nè. Rất mấy lần như là mình đã cách ra các bạn đã từng xem. Đến đây thì các bạn sẽ gặp những dàn bông. Bông này là bông gì chắc? Dàn hoa lan cẩm thạch đến từ rừng Amazon em về đó. Đây là dàn hoa lan cẩm thạch. Còn xung quanh chúng ta là những vườn cây xoài, mít, xoài, mận, ốc, ổi, dừa, khê. Có dê đó các bạn. Cái nhà này đã được xây dựng cách đây hơn mấy trăm năm do chủ nhân của nó là một cái người tên là Phạm Thị Mỹ Linh thiết kế xây dựng nên. Các bạn đã có được hình dung ra một căn nhà xem. Một căn nhà với một ước mơ như một căn nhà tổ ấm. Các bạn đã ao ước điều đó. Và đó đã trở thành hiện thực. Ngày xưa công chúa ngủ trong đường này có một khoảng thời gian dài ngủ trong đây nè. Sau đó là Phạm Thị Mỹ Linh mới đấu thầu mua lại. Và chính căn nhà này đã từng trải qua bao nhiêu bộ phim Nàng công chúa Bạch Tuyết và Bảy chú lùn, những bộ phim như Nàng cô bé lọ lem là mất đôi giày trên nóc nhà, hoặc là những bộ phim khác như là phim hài của Mr. Bean này. Nếu mà quý vị có nhu cầu thì chúng ta xin mời quý vị sẽ tự do tham quan, và nếu có thắc mắc gì thì xin hỏi, vì căn nhà này thiết kế là độc đáo và quái dị. Bởi vì chủ nhân của nó cũng không được bình thường cho lắm. Vâng, chúng ta trước khi vào đây chúng ta sẽ vào thăm chủ nhân của nó. Xin mời các bạn. Để được đến thăm quan ngôi nhà thì chị xin các chị ạ. Xin chị biết cảm nghĩ ngày xưa khi mà chị đóng thầu mua lại ngôi nhà được trong tay của nàng công chúa của trong rừng ạ. Tại vì cỏ nè, đó, thấy hết cái cỏ, thích cỏ, thích rừng, đó, cho nên là quyết định đấu thầu quyết liệt, đấu với phù thủy nè, đấu với công hoàng tử nè, đấu với công chúa mua được cái ngôi nhà này xây lên. Sau đó chị đã làm gì với ngôi nhà đó? Sang bằng để xây dựng lại như vậy. Hay vậy, chứ tôi thấy các bạn theo dõi trên đây chứ cái cây này nó có một cái những cái vùng cây nó xíu ra giống như là một cái chỗ mà dành để đựng những chiếc phi cơ trực thăng họ hay tham quan tới đây. Và nó có thể là một cái giường ngủ của chị Linh này, rồi buổi tối chị hay buồn hay leo cây, chắc chẳng hạn là như thế. Đây là kim toilet luôn đó. Tại rồi, cái này không hiểu được cái thiết kế. Đây là những cái lá cọ này. Các bạn thấy nó nhỏ như vậy, nhưng mà nó không có nhỏ đâu các bạn. Nó sẽ chứa đựng những chiếc trực thăng khi mà đáp ở đây. Đó, khi mà các bạn đến tham quan, các bạn sẽ đáp ở đây. Và còn cái cây này đây, đó. Các bạn thấy bề ngoài nó vậy, nhưng nó cho nó rất đầy đủ tiện nghi. Các bạn có thể lên ở đó cho một đêm overnight, nhưng mà rất là tuyệt vời. Xin giới thiệu với quý vị các bạn, là chủ nhân Phạm Thị Mỹ Linh của chúng ta là một người đã từng được nhận Guinness về cái giải thưởng là người có trí tưởng tượng độc đáo và tuyệt vời nhất thế giới. Có thể tưởng tượng ra những cái điều mà nó kinh hoàng và kinh khủng hơn cả như thế nữa, hơn cả như là quý vị các bạn đã được nghe. Không hiểu vì sao là lại thích một cái thiết kế gần gũi với thiên nhiên hoang dã như thế này ạ. Tại vì một điều rất là đơn giản thôi, tại vì tôi có những người bạn, nhưng mà người bạn nó tên là Trần Kim Phương Thảo. Người đó đến người bạn tôi quen. Người bạn này của tôi rất là thích những thú nuôi đó, cho nên tôi và rất là thích cây cỏ, cho nên tôi quyết định là tôi sẽ làm những cái vật cảnh trong ngôi nhà này để cho nó phù hợp với cái cảnh trí, đó là hòa hợp với thiên nhiên. Và tôi có một người anh tên là Chính Trần Hồng Ân đó. Anh của tôi nhìn bề ngoài rất là me đồ, nhưng mà đáng lẽ ra anh rất là giống như cái sở thích của anh, giống như là con vượn vậy đó. Anh thích leo cây cho nên là tôi đặc biệt làm một cái nhà như thế này để cho anh ở qua đêm mỗi lần khi anh ghé thăm. Chị cảm ơn bạn đã khen các diễn viên, các MC chương trình. Đặc biệt các bạn nếu đã theo dõi tờ báo chí
quanh thai thì các bạn sẽ thấy những cái lục Guinness đầu tiên của chị Phạm Hiền Minh Linh tại ngôi nhà này. Ví dụ chẳng hạn như cây này đây. Cái này gọi là cây gì vậy, Phương Thảo? Cái này gọi là cây thiên tuế. Đúng, cây này cây thiên tuế thì bạn thử xem. Với cái óc tưởng tượng, sự nhanh trí của chị Phạm Hiền Minh đã đem về một cái cơ hội bạc tỷ trong ngôi nhà này. Đó là cái lục Guinness về cách xỉa răng. Còn không thì các bạn phải vào đây. Đây là một cây gì hả Phương Thảo? Cái này gọi là cây kè. Đúng, cái này cây kè. Cây kè. Vâng, cây kè. Một cái tên nghe là thú vị hay là lạ mắt. Thì cái sự trừu tượng ấy đã khiến chị Linh mày mò thức trắng bao đêm để suy nghĩ. Các bạn hãy hình dung nó như gì? Nó liền một cái bộ áo váy gì đó, áo đồng. À đúng rồi các bạn, tôi xin giới thiệu cho các bạn. Có những cái lá kè này thì tôi đã thiết kế cho em gái của tôi, đó là Quỳnh Thanh Thảo, với một bộ sưu tập mà em đã đi dự thi và đẹp thời gian nhì của cả một trường của Quỳnh Thanh Thảo đó. Chà, sao mà nghe mà sao thấy mình thấy nhiều quá. Nhà gì mà sao nhiều thứ quá. Tính Thảo đó. Con số may mắn chắn là chỉ có nhìn bản kia. Nghe nghe giống không? Thảo bác người ta dạ, Thảo bác người ta em tiếng. Không bao giờ nhận ra phải không?